là trú nhà của, đây là trú nhà của là nghĩa phú Nguyễn Tấn Hiếu. Ok, đây trước cửa nhà. Ok, đây đó cái nhà nghỉ mát ngoài biển đó, tức là nhà ba tầng đó. Đây 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 là khung cảnh về nhà nghỉ mát biết sao Tiki Island. Và đây là khu nhà, nó chỉ có khoảng 200 căn nhà này thôi. Tức là khi mà cái hồ là phải đi qua cái cửa biển. Cà phê với tôi làm món đây học thôi.